Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Shiro mình, Shiro của Tạc Dính Mi. Rất vui mình được gặp nhau những clip. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại tiếp tục là highlight của giải đấu BVB ao làng của Group 1B Fightingpass Việt Nam nha anh em. Thì hôm nay là cũng là ngày Tết rồi, mùng 1 Tết anh em ơi. Thật ra thì đáng ra mình định là những ngày Tết này thì mình sẽ làm những cái clip về con nít của mình tăng cấp sức mạnh này nọ cho anh em xem. Nhưng mà tại vì highlight cũng khá là nhiều, thành ra mình tranh thủ mình cố gắng mình quay sớm để cho anh em coi highlight luôn, chứ tích lại nhiều thì nó hơi mệt. Thành ra thì thật ra thì hôm nay up là cũng hơi trễ đó, cho nên là mình phải cố gắng tranh thủ up trong những ngày Tết luôn. Coi như là những ngày Tết đợt này thì chúng ta cùng nhau ngồi xem highlight của đấu giả nha. Rồi, chúc em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình. Đặc biệt hôm nay là ngày Tết nữa cho nên là phải chúc anh em một ngày Tết tuyệt vời. Năm mới thật là tuyệt vời luôn nha anh em. Rồi, mình cũng muốn chúc anh em nhiều lắm nhưng mà thời gian có hạn cho nên là mình tranh thủ qua tiếp tục với highlight thôi anh em ơi. Anh em nhớ like, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi, thỉnh thoảng có những cái quảng cáo hiện tại trên video thì anh em nhớ click để ủng hộ cho mình nha. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với highlight của hai bạn đó là Kan Yasuo server 1889 và bạn God Việt God Winner server 1890. Ok, hai bạn này server cách nhau như có một server thôi nè, 1889 rồi tới 1890. Wow, chuẩn thế hờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem highlight nha. Hôm nay có một điều đặc biệt cho anh em là cái video này cực kỳ chất lượng. Mình sẽ tua tới một đoạn cho anh em xem nha. Đây, anh em thấy không? Rất là sắc nét luôn. Cực kỳ sắc nét đúng không? Đó là một điều cực kỳ đã ở cái video này. Nói chung là cái bạn chủ của video này khá là edit luôn nè anh em. Anh em có thể thấy là thắng mỗi trận thì có thể edit 1-0 đồ ở đây luôn nè. Và video cực kỳ sắc nét. Up thẳng lên driver, sau đó gửi lên driver cho mình tải về thôi. Nói chung một cái video như thế này là video hiện tại highlight của bạn này là tầm 12 phút nha anh em. 12 phút mà lưu lượng của nó tới tận gần 1 GB lận anh em. Cực kỳ là sắc nét, chất lượng cao luôn anh em. Rồi, thì chúng ta let's go tới ngay tới highlight của hai bạn này luôn nha. Xem tụi coi hai bạn này đánh nhau như thế nào. Yo. Rồi. Hiện tại thì đội hình của bạn Kan Yasuo bao gồm Sanji SS, Magellan và ông Garp. Trời ơi, toàn là những nhân vật đặc biệt không anh em ơi. Đa số thì đều chơi hiện tại bây giờ chơi bố già, Bohancock hoặc là Mihawk, Kuzan này nọ nha anh em. Nhưng mà bạn Kan Yasuo này chơi ba con cực kỳ đã luôn, cực kỳ là mới mẻ nha anh em, cho nên chúng ta có thể được xem bạn ấy thể hiện. Rồi, còn bên bạn God Winner thì chơi Siru, Bohancock và Rau Trắng. Rồi, vô. Rồi, trận đầu tiên coi như thế nào nha. Quá sắc nét và quá đã luôn. Như vậy là đối thủ đầu tiên là Sanji SS đối đầu với Siru. Rồi, được rồi, Sanji đá nhưng mà đã hụt. Ui, vẫn né được. Tại vì mỗi lần với Sanji đá hụt xong là đối phương sẽ tấn công được Sanji nha. Nhưng Sanji này có thể né được. Nhưng mà sau đó thì vẫn bị Siru chặt. Sanji dùng chiêu hộ, tấn công Sanji dùng chiêu hộ tấn công Siru. Ui, đã phản được đam, Siru đã phản được đam của cú đá của Sanji. Sau đó là một cú chém xoay vòng và tấn công Sanji sắp bắt liền. Sanji đã mất khoảng nửa cây máu và đang trong tư thế nhấp nháy nha anh em. Liệu Sanji có lẽ là sẽ làm gì đây? Sanji đã lên chân lửa rồi, chiếc chân lửa kỳ ảo và tiếp tục đá cái chiêu này. Ui, và lấy tiếp tục phong cách cũ. Rồi sau đó lướt tới luôn, đá tới dùng cái chiêu 1 của mình để đá tới chỗ Siru đang xài chiêu 3 là toang nha anh em. Và mình thấy chiến thắng này quá nhanh gọn lẹ luôn em ơi, thực sự là con Siru này quá ghê. Rồi tiếp theo là Mai lại, ui hai đô đốc. Ui, không phải hai đô đốc mà là hai cửa hai phó giám ngục. Một thằng là cựu phó giám ngục, còn một thằng là tổng giám ngục. Hai thằng gặp nhau nha anh em. Rồi từ từ, mình chưa kịp bừng bừng, mình đang giới thiệu về về hai cái ông nội này cho nên là chưa kịp bình luận. Bây giờ ta bắt đầu lại nè. Từ anh em ơi, hình như âm thanh nó hơi to. Mình sẽ giảm âm thanh xíu một xíu nha, đề phòng cái giống như clip trước, âm thanh tiếng nói của mình nó hơi nhỏ so với âm thanh game. Rồi, lại nè. Hai đô đốc gặp nhau. Rồi như vậy là Magellan mở màn với những cái chất độc màu tím rịm của mình dính vào người của Siru, sau đó thì phun cục độc những chiêu khạc đờm. Có vẻ là Magellan đang bị Covid viêm họng nên khạc đờm hơi ghê, nhưng mà Siru đã phản được đam. Mày nhảy giờ mày đánh tao hơi lâu, tao dẫn mày hơi lâu rồi, mày làm trưởng đô đốc hơi lâu rồi, tới lượt tao. Rồi như vậy là sau đó là một chiêu chém xoay vòng và liên tục là những chiêu chém liên hoàn. Ui cái gì vậy, Magellan hút máu quá nhanh anh em ơi. Thực sự là cái thằng Siru này hút máu người ta, mình cảm giác nó hút máu quá ghê. Đối thủ mất máu cực kỳ nhanh luôn. Ủa gì vậy, gì vậy, gì vậy? Siro đứng đơ à? Siro khinh thường địch à? Khinh thường địch đứng đơ vài cái và Magellan quyết định là thả con rồng Hydra ra luôn. Con Hydra ra, cơ thể của Siro đang dính độc và sau đó thì chất độc đã được tàn phai. Rồi sao rồi đây, sao rồi đây, cú nhảy của Magellan đã khiến cho Siro dính đầy chất độc và bây giờ máu đang khá là cân nhau, liệu ai là người lật kèo chắc. Siro làm một pha lao tới nhưng mà cả hai đều bị đánh bật ra. Oh my god, ủa cái này là sao?
Siro vẫn thắng anh em ơi, what the hell. Cuối cùng Siro vẫn thắng 1/3, phải chăng là 1/3? Mình nghĩ với cái lượng máu này thì khó mà 1/3, nhưng mà nếu mà cấu được một lượng máu lớn thì cũng khá là ok đấy. Đây là ông gáp nha anh em. Siro hiện tại đi qua màn mới thì sẽ được hồi thêm một xíu máu rồi. Ui, ông gáp mất lại nửa cây, what the hell. Thực sự là mất máu, lại phản được đam. Quá dữ. Bạn God VN này, bạn God VN này chơi cái con Siro này quá ghê luôn em ơi. Suýt nữa là 1/3 rồi. Nhưng mà tiếc là bị ông gáp hạ rồi. Không sao, bạn nó còn tới 2 con nữa nha. 2-1 thì không chột cũng que. Ông gáp đã dùng cú hút của mình để dành cho cái con dâu của mình. Cháu dâu chứ, sorry anh em, cháu dâu mới đúng. Ôi ông này là ông nội hay ta, hay ông ngoại ta? Ông nội dành cho cháu dâu mình những cú hút liên hoàn. Và bon có hình như là chân níu tay mềm quá đây, cho nên là không làm gì được ông gáp. Ui, vài nồi nửa cây máu đã xảy ra. Ông gáp quá mạnh và quá là hành hạ đứa cháu dâu của mình rồi. Trái tim tàn phai, trái tim. Ui, trái tim, tại sao mày gáp không né anh em? Trái tim đó tại sao gáp không né? Có vẻ ông gáp đã mê say con bo rồi. Con bo này không ai mà đỡ nổi. Rồi sẽ là chiêu cứa, đây là chiêu cứa đi vào lòng đất. Và hiện tại máu của ông gáp đã gần hết. Ui, phải nồi. Cú cứa cuối cùng hút rút máu cực kỳ ghê nha anh em. Như vậy là tỷ số đã nghiêng về bạn cái gì VN á, God VN. Hiện tại tỷ số 1-0 cho bạn God VN nha. Bạn Kanjasu đã bị hạ rồi trong hiệp 1 đầu tiên. Và hiện tại bạn God VN vẫn còn một con rau trắng chưa ra luôn đấy. Rồi, 1-0 dành cho God VN. Bây giờ ta sẽ đến với hiệp 2 nha. Từ nào. Đây. Ở hiệp 2 này thì bạn Kanjasu quyết định là đổi tướng nha anh em. Có vẻ là chuyển sang chơi Berona, một con tướng bát. Và Kuzan với lại Gap. Thì Gap không thay đổi, chỉ thay đổi Kuzan với lại Berona thôi. Tức là hồi nãy là chơi Senji SS với lại một con gì nữa mình quên mất rồi. Đợt này thì bạn GodVN lại tiếp tục đổi một con nữa và đổi hai con luôn, đổi Mihawk với lại Nami nha. Nami này là Nami S nha anh em. Wow, trận chiến thật là hấp dẫn quá đi em ơi. Và hình ảnh quá nét nữa nên là xem bao đã luôn. Nếu mà anh em up cho mình những cái video mà nét như thế này rồi mình xem quá đã luôn á. Rồi tỷ số là 1-0 và hiện tại bố già đánh trước luôn à. Ô, Berona tung ra những con hồn ma nhưng mà có vẻ bố già không ngán bốn con thằng nào. Huống chi là một con Berona nhỏ bé, bố già vung đao và cho nó ăn Gura vào mồm. Ui rồi ơi, bố già nắm cái đầu nó nhỏ như con kiến anh em ơi. Ôi, mà bố già vừa bị con Tatsugi chiêu phụ đã đánh bại rồi. Quay, lần này thì mấy con hồn ma có vẻ có tác dụng rồi đấy. Và con Verona thả con Kumasi ra, còn quái kiệt hồn ma. Nhưng mà bố già thả mà rút ra nhưng mà hình như là không bị dính buồn ngủ thì phải. Sau đó thì bố già đã chém liên tục. Bố già vẫn đu ra và đấm vào mồm con Verona. Bố già nói mày tuổi tôm, anh là tứ hoàng, chủ chỉ là một con mắt thôi. Và thế là bố già chiến thắng hiệp đầu tiên. Trận 2 gặp Kuzan đô đốc nha anh em. Ủa cái gì vậy, cái gì vậy? Kuzan đang dùng chiêu kia đúng không, nhảy lên trời. Biết ngay là nhảy lên trời nhưng mà bố già không né được, không hắc não được rồi. Nhưng mà đã có bờ rút buồn ngủ thằng Kuzan lại. Thằng Kuzan hết buồn ngủ xong đánh bố già tiếp. Thả con chim băng, bố già bị đóng băng như một que kem lạnh. Và bố già sẽ làm gì đây, bố già sắp hết máu rồi. Bố già làm gì đây, bố già nhấp nháy. Bố già dính tiếp những cái cây ngọn giáo. Và bố già đứng lên. Ủa, bố già tiếp tục chấp nháy. Bố già vẫn vô ra thanh đao. Bố già ném ra, bố già lao tới, bố già chém. Ui, máu rút quá nhanh, hiện tại chỉ còn nửa cây thôi em ơi. Mặc dù bố già mất máu rất nhiều nhưng mà khi bố già đánh trả được là máu rút rất nhiều nha. Và cái quả lốc xoáy này của Kuzan bị mít rồi, cho nên bố già có thể tung cái chiêu ba phản đam thành công và đánh được Kuzan chết luôn. Phải nói là quá đỉnh bạn God VN này, đánh quá ghê anh em ơi. Nhưng mà rồi sau đây lại phản được đam cũng gáp. Nhưng mà bạn trắng vẫn nằm à. Ô, bạn vẫn nằm và đang bị đánh tới tấp và đang thua rồi. Ô, tiếc quá anh em ơi. Tại vì còn ít máu quá anh em ơi. Đây, đây là Nami S nha anh em. Liệu Nami S có làm được điều kỳ diệu được không? Nami S vừa tạo ra rất nhiều phân thân nhưng mà tại sao vẫn bị hút thế này? Gáp hút quá lâu, thời gian hút quá lâu anh em ơi. Rồi, hiện tại máu thì cũng khá cân bằng rồi, chưa có gì đặc biệt xảy ra cả. Hai bên cùng lướt nhưng mà bị ông gáp hút. Ông gáp một khi ông đã hút rồi thì đừng hỏi tại sao anh em ơi. Ông gáp hồi nãy vừa hành hạ xong đứa cháu dâu thì giờ chuyển sang hành hạ đứa đồng đội của Luffy, của đứa cháu của mình. Và đa số toàn là đều nữ thôi. Vãi nồi thật anh em ơi. Tiếp tục tạo ra phân thân. Hiện tại thì mình chưa thấy Nami này làm được điều gì kỳ diệu đối với ông gáp cả. Ồ, bị ông gáp hành sóc mặt rồi anh em ơi. Wow. Như vậy là bị ông gáp đánh, có vẻ là lại gần chết nữa rồi. Mình nghĩ là ông gáp gánh tim rồi anh em ơi, ông gáp quá mạnh.
ông gắp hút nữa nè. Đấy 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 đấy. Ồ không hút được, có vẻ là bị Nami cản lại bởi sấm sét của mình. Ui ui ui, hình như là hụt chiêu cuối. Wow, thật là vi diệu anh em ơi. Tại sao ở khoảng cách xa như vậy mà gắp có thể tung chiêu cuối nhờ. Rồi nhưng mà không sao, dù sao cũng đã đánh bại được Nami rồi. Đây là tới Mihawk nha anh em. Hiện tại là gáp cân 2 đó anh em ơi. Liệu gáp có cân 3 không? Cú hút huyền thoại của ông gáp. Phải nói là anh hùng hải quân chúng ta là một nhân vật cực kỳ là không phải là chỉ được có thể gọi bằng tên thôi. Tại vì ông quá mạnh đi. Rồi hiện tại là máu lại tiếp tục bằng nhau. Ông gáp quá kinh. Ông có thể cân 3 mà vậy, ông có thể cân 3 nếu ông đánh nghiêm túc. Rồi, Mihawk chưa làm được gì cả, chưa Mihawk. Thậm chí là hiện tại là nãy giờ Mihawk chỉ có mất máu thôi chứ chưa làm được gì anh em ơi. Tiếp tục chém, chém là chiều này. Rồi, thấy hơi tù, Mihawk hơi tù anh em ơi, Mihawk hơi tù trong cái pha này. Mihawk tạo ra cái con chiêu phụ Bugi, chém được một cái, xoay được cái chiêu này nhưng mà bị Mr. một cứa những cái con dao sắc bén vào người. Ui, nhưng mà không sao vẫn chém được. Ô, đây là hiệp cuối cùng rồi, hai bên đều ngang máu. Và đây là ui. Chiêu được thành công không? Vẫn thành công, vẫn thành công chém được nhưng mà trong ui. Xong phim. Mình nghĩ là ông Gap win rồi anh em ơi, lần đầu tiên. Lần đầu tiên mình thấy không phải lần đầu tiên mà là phần 2 của mình, cuối cùng cũng đã có những cái con tướng xài chiêu cuối. Ui. Chiêu đó win luôn kìa. Vãi nồi, anh em có thấy là chiêu hồi nãy Mihawk xài chiêu 3. Mihawk có xài chiêu 3 chém nhưng mà cái đó chỉ đi xuyên qua và gây sát thương thôi chứ không làm ông Gap ngã được. Phải nói là cái chiêu hút của ông Gap quá kinh. Đây. Đó. Phải nói là cái chiêu đó quá kinh và với cái cục máu này thì chết luôn cũng đúng hợp lý đó anh em. Nhưng mà nếu mà còn xíu máu nữa thì ngon ha. Rồi như vậy là tỷ số đã là 1-1 nha anh em. Chúng ta bắt buộc phải chuyển sang hiệp thứ 3, tức là hiệp cuối cùng, hiệp quyết định. Ok, quá hay anh em ơi. Trận đấu quá căng thẳng luôn. GodVN và Kanjasu nha anh em. Chúng ta đến với hiệp cuối cùng. Ồ, có vẻ là có Lucy xuất hiện nữa rồi. Ok, ủa gì à, anh em đợi xíu nha. Rồi, lần này thì bạn Kanjasu đã đổi thêm hai tướng. À, như vậy là vẫn xài Magellan giống như hiệp 1. Và lần này có thêm sự xuất hiện mới của Yoru Asura. Còn bên GodVN xài râu trắng như cũ, Shiru giống như hồi nãy và thêm một con tướng mới đó là Lucy nha anh em. Ok, vô. Đây là hiệp cuối cùng cho nên là ai thắng là thắng luôn nha. Rồi, bố già với Yoru ra trước. Để xem bố già làm gì nào. Bố già quá mạnh anh em ơi, thực sự là bố già quá mạnh đi. Rồi xong, bố già vẫn Gura vào thì ai mà đỡ nổi. Nhưng mà Yoru Asura vẫn chém được mấy cái. Nhưng mà tiếc là sau đó bị buồn ngủ mất rồi. Ui, vẫn chém được này. Yoru Asura chém cũng mất nhiều máu đó chứ nhờ. Ồ, nhưng mà bị bóng cào. Nhưng đó là chiêu cào cấu. Chiêu cào cấu và vẫn Gura vào tay. Đấm quá kinh. Rồi sao nữa, chiêu 3 chứ sao nữa. Gần hết máu rồi. Yoru đã được nhấp nháy. Liệu bên đấy có làm được điều gì hay hoi không? Anh ấy lướt tới nhưng mà bị con trắng hút một cái veo mồm. Mày hả con? Nấm vào cái đầu Yoru Asura. Ui, vẫn còn một chấm máu nhưng mà vẫn cố gắng kiên cường. Qua đen cho anh ấy là kiểu Asura đã bị nhấp nháy. Bố già đang nhấp nháy cho nên là chiêu đó không có tác dụng. Và cuối cùng là bị Yoru bị kích liệu bởi chiêu phụ của râu trắng, đó là chiêu của Brook. Quá cay và quá đen. Ồ, lần này là Magellan. Râu trắng chỉ còn nửa cây, khoảng gần nửa cây thôi nha anh em. Hơn nửa cây một xíu. Tiếp tục là chiêu quen thuộc, vận Gura vào thanh đao. Sau đó là xài chiêu hai bên. Gura hai bên. Ok. Magellan phun khạc đờm nhưng mà có vẻ là khạc thất bại rồi. Tại vì bố già quá, y chất độc là dính vô người rồi. Và tuôn ra những cái chất độc acid carbonic. Rồi sau đó chém, nhấp nháy, bố già được nhấp nháy nhưng bố già đã sắp hết máu. Chắc là Magellan sẽ hạ được trắng. Ô, cái chiêu khạc đờm đã phá giải được cái chiêu bố già vận Gura anh em ơi, quá đã. Ồ, nhưng mà Magellan vẫn bị nấm đầu, yeah, vẫn win. Kanjasu đã hạ được, GodVN hạ được dâu trắng nha anh em. Là con thứ hai của bạn GodVN, đó là con Shiru. Ô, Shiru này mang lên thương hiệu, vãi nồi. Mình vừa nói thương hiệu xong thì tiếp tục là thương hiệu quen thuộc, phản đam truyền thuyết. Rồi, Magellan thả ra con Hydra. Thả ra con Hydra mất máu cũng khá nhiều. Đợt này có vẻ là Shiru khó rồi đây. Rồi, Shiru tàn canh phản đam cho anh em ơi. Có vẻ là chờ chiêu phản đam, nhưng mà chiêu phản đam hình như cũng hồi cũng khá là lâu. Ồ, Magellan quá ghê. Có thể giết được Shiru đó anh em ơi. Ui, chiêu này đã phá giải được luôn cả chiêu vận của Shiru. Nhưng mà mới có một xíu máu thôi. Rồi, sau đó làm gì nữa đây? Nhảy qua bên đây. Shiru làm gì vậy? Ui, Shiru hắc não. Shiru giả vờ đứng im. Và cái kết là con Hydra đã mít mấy cái chiêu đó. Thật là ghê gớm. Nhưng mà sau đó Shiru cũng đã chém lại được rồi. Chiêu này là chiêu 3. Ui, 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 no.
mình thấy còn xíu máu là mình biết là cái đòn cuối rút máu mà. Ok, đây là tướng cuối cùng của bạn Kamiyasu rồi. Ui, hình như là đã phản được cú hút của Gap rồi, nhưng mà cả hai bên hình như là đều không mất sát thương. Rồi, tiếp tục là chiêu chém quen thuộc rồi. Ông Gap vẫn có khả năng cao chiến thắng nha anh em. Bạn Kamiyasu đánh ông Gap khá là chắc tay, và Shiro thì đã hết máu rồi. Nhưng mà có điều cú hút đã bị miss. Nãy giờ đã có hai cú hút bị miss, nhưng mà không sao, vừa rồi đã có chiêu là lấy thịt đè người thành công. Ông Gap dùng tấm khiên của mình, nhưng mà tấm khiên đã hết rồi, và Shiro canh cái thời điểm đó. Shiro chém ngay trọng tâm, chém ngay ông Gap và tiếp tục. Oh my god, Shiro chưa kịp chém chiêu đó. Wow, quá đỉnh anh em ơi. Và hiện tại đây là con tướng cuối cùng, lại tiếp tục là con tướng cuối cùng ha. Cái cặp đấu này phải nói là quá căng thẳng luôn anh em ơi, đang là những con tướng cuối cùng đánh với nhau thôi. Và bây giờ là còn Lucy, Godvian còn Lucy, và bên đây còn ông Gap. Thật ra ông Gap vẫn có thể win được nếu mà đánh cực kỳ ghê gớm, tại vì bạn Kamiyasu và đánh ông Gap khá ghê nha. Rồi Lucy lướt đi, dùng hơi thở của báo, dùng hơi thở của báo và đã vật được nấm cái đầu. Chiêu quen thuộc của Lucy anh em, nấm cái đầu ông Gap vật xuống. Rồi xong, có vẻ khó rồi anh em ơi. Mình nghĩ là khó cho ông Gap rồi, tại vì thằng Lucy này nó dồn đam rất kinh nha. Rồi nhấp nháy, Lucy vẫn đánh. Phải thôi, Lucy quá gan. Hay là tại vì skill đó bạn ấy đã quá quen thuộc. Mình nghĩ chắc là bạn ấy quá quen thuộc và nấm đầu lần hai ông Gap đi luôn rồi. Oh my god, Lucy không mất một giọt máu nào. Thật tiếc cho bạn Kamiyasu. Đánh ông Gap rất tốt, nhưng Lucy rất tiếc anh em ơi. Lucy combo quá chuẩn, và thậm chí là đối phương đang nhấp nháy, Lucy vẫn sẵn sàng đứng trước mặt và sai skill, tại vì bạn ấy biết chắc chắn là vẫn dính skill nha. Đây, ngay cái đoạn này, chắc là ngay cái đoạn này. Đây, sau cái lần nấm đầu đầu tiên thì ông Gap được nhấp nháy nè anh em. Đây, ngay cái chỗ này. Đó, được nhấp nháy, nhưng mà Lucy vẫn không ngại đứng ngay trước mặt đánh tiếp. Ui, thời gian nó đủ cho ông Gap chạy không ta? Mình cũng không biết là có kịp hay không, nhưng mà Lucy vẫn đứng trước mặt đánh, không thể tin nổi. Và tất nhiên rồi, khi mà để Lucy combo thì anh em chỉ có nước là bị ôm đầu tới chết thôi. Thật Lucy thực sự là một con tướng combo quá là ghê gớm luôn. Rồi, như vậy là ở cặp đấu này thì bạn Godvian đã chiến thắng. Chúc mừng bạn Godvian nha. Wow, đúng là ngày mùng 1 tới anh em ơi, trận đấu quá căng thẳng, quá xứng đáng chiến thắng luôn. Tại vì anh em có thấy là cặp đấu này toàn là tới con tướng cuối cùng không à. Bạn Kamiyasu đánh cực kỳ ghê ông Gap, và Margin Lăng thấy đánh cũng rất là ghê nha. Nhưng mà có vẻ như là may mắn đợt này đã nghiêng về cho bạn Godvian. Chúc mừng bạn Godvian đã vào vòng trong. Rồi, highlight thành công. Và gần đây thì bạn ấy có gửi mình thêm một cái video nữa, hình như là vòng trong nữa. Thôi, sau trận này bạn ấy thắng Kamiyasu rồi thì bạn ấy có vào vòng trong và đánh thêm với một bạn nữa. Chúng ta cùng xem luôn nha. Clip cũng mới 18 phút, clip kia khoảng 12 phút. Mình sẽ đánh nhanh, mình sẽ coi nhanh luôn. Ok anh em, mình đã trở lại, và đợt này thì bạn Godvian server 1890 sẽ đối đầu với bạn White Tit, tức là râu đen, server 872 nha anh em. Hai bạn này thì đều đánh thắng vòng ngoài rồi và vô vòng trong này nha. Bạn White Tit xài Kuma, lại thêm một tướng mới Lucy và râu trắng, còn bạn Godvian xài con Shiro quen thuộc, bộ Hancock thì cũng có vẻ là mới một xíu và râu trắng. Rồi chúng ta cùng xem video này, cũng tương tự video kia, bạn ấy đều edit tỷ số cũng như là rất sắc nét, coi rất là sướng nha anh em. Mùng 1 Tết cho nên mình quyết định cho anh em xem một cái video sắc nét luôn. Như vậy là đối thủ đầu tiên là Kuma. Battle phản đam, anh em đừng quên của Shiro phản đam rất ghê nha, cho nên anh em xài skill ngay mặt nó là có đứt chết. Chịu đạp chân, nhưng mà chịu đạp chân có vẻ là không xi nhê gì rồi. Đánh thường tiếp, thả cái này dính. Rồi chiêu 3, Jamin tài. Ui, Shiro sắp chết rồi kìa, vãi nồi. Sát thương to thế nhờ. Ở video này thì anh em xem là chính nha, mình ít nói thôi. Ui, chiêu này đã hụt rồi, tại vì phạm vi không đủ. Mình nói nhiều thì mất công là anh em lại không có xem được trọn vẹn. Giờ anh em xem, chủ yếu là xem đi, mình sẽ nói một ít thôi. Ok, chiêu này không đủ tầm rồi, nhưng mà bạn này thì còn xíu máu thôi, cho nên câu giờ thì vẫn win. Giờ đi qua đi lại thì Godvian vẫn thua. Rồi lại phản được đam, nhưng mà vẫn dính sát thương. Quá dở luôn. Kuma đã hạ được Shiro anh em ơi. Giờ cái Bo Hancock là một cái con tướng đó là quá đặc biệt và quá là ghê gớm trong cái đợt vừa rồi. Đấy, bắn liên tục, hết máu, đánh thường, combo nhấp nháy thì chạy đi chỗ khác, bay lên trời đã xuống tiếp, nhấp nháy tiếp, vãi nồi.
Sao Kuma được nhấp nháy nhiều thế nhờ? Nhiều khi cái chế độ này thấy hơi ảo về cái chuyện nhấp nháy nha anh em ơi. Thả cái quả này, thả cái quả này tiếp. Vẫn không dính, vẫn không dính, nhưng mà thoát ẩn thoát hiện vẫn không thoát khỏi chân của giày cao gót của Bohancock. Và đánh thường là đủ đam. Vẫn chưa đủ đam. Còn một xíu nữa. Để có đủ đam không? Cửa luôn. Cửa luôn. Ui, nhưng mà Kuma đã chạy thoát. Kuma quay lại cống máu được một xíu. Kuma. Vẫn dính trái tim anh em ơi. Rồi, ok. Trận 2 nào. Đối thủ thứ hai là Lucy, con tướng dồn đam mà mình nói. Liệu bản quay tiếp này có dồn đam thành công Bohancock hay không? Rồi, bị dính sát thương. Quá khó. Chiều này là chiều nấm đầu nè. Chiều nấm đầu. Ui, chưa kịp nấm đầu thì đã bị Senti đá ra. Liệu còn nấm đầu hay không? Đã nấm hụt rồi em ơi. Quá tiếc. Tại vì Bohancock đã chạy ra quá xa rồi. Cái sàn đấu mới này thì khá là rộng nha anh em. Như vậy là dính chiêu cứa của Bo thì con nước bị cứa tới chết. Cái nhát cuối thì cứa thêm một miếng máu nữa nha. Còn một xíu máu nhấp nháy. Để có sống được hay không. Rồi, để tiếp tục bị chiêu này. Thế giờ anh em Bon Cóc rất mạnh luôn. BBB khỏi nói luôn anh em. Chó điên luôn á. Rồi, thả trái tim. Bố già như là đã né được. Nhưng mà bị dính chiêu phụ của Senji. Vẫn đang vận cái xoay tay nhưng mà bị thua mất. Chiêu đó là chiêu chiêu đó là chiêu phản đam mà ta, sao lại xài như thế nhờ, đúng không anh em? Cái chiêu xoay một tay là cái chiêu phản đam mà. Bạn đâu trắng hụt cả chiêu này luôn, đang gấp nháy mà xài chiêu 3 hơi buồn. Rồi không sao, vẫn ăn được bo. Và con tướng cuối cùng, cả hai bên đều là tướng cuối cùng, và bố già tiếp tục gặp bố già nha anh em. Ui da, hai người cùng vẫn một skill à. Ui rồi xong, ăn chiêu 3 luôn, vỡ mồm. Chết rồi em ơi, đợt này bạn GodVN có vẻ hơi căng rồi đây. Bạn GodVN có vẻ là hơi hơi toang đây. Ui, chiêu phản đam kìa. Đấy, bạn ấy lại xài chiêu phản đam đó kìa. Thật ra cái gì đó khó, đâu xài như vậy nhờ. Chờ đối phương đánh mình, sau đó mình phản đam chứ nhờ. Rồi xong luôn. Đều là con tướng cuối cùng, nhưng mà tiếc một điều là bạn quay tích có vẻ là đã thua rồi. Bạn ấy xài chiêu phản đam hơi ẩu hay sao ấy, mình có cảm giác như vậy, đúng không? Tại vì hai tướng đang đứng khoảng cách xa, có xài được chiêu gì đâu mà lại phản đam, khá là tiếc. Rồi, chúng ta sẽ đến với hiệp 2. Nếu mà hiệp này bạn GodVN thắng luôn thì sẽ không còn gì để nói. Trận 2, ui, có cả edit trận 2 luôn, quá xịn sò này em ơi. Rồi, trận 2 nha, tiếp tục là Kuma. Phản luôn, vãi nồi. Cố tình luôn mà anh em. Dạng như kiểu cố tình ấy. Cố tình đứng để cho người ta gây sát thương để dùng chiêu phản đam luôn mà. Thật là vãi nồi. Nhưng mà có vẻ kịch bản cũ lại tiếp tục được diễn ra. Suzu lại bị đai rồi. Kuma này tính là cũng ngon đó chứ nhờ. Ui, hết máu nhưng mà được nhấp nháy. Phải chăng là một pha cấu máu đi vào lòng đất. Thật luôn nè. Trời ơi, tiếc chưa. Có một sự ui, nhưng mà vẫn dính sát thương. Wow, hên, nhưng mà cũng bị cấu đi một lượng máu nhỏ nhỏ anh em ơi, hơi tiếc. Chứ nếu mà giết luôn từ sớm là ngon. Còn đây là Bohancock. Bo lượng quá ghê, bo lạng quá ghê. Rồi tiếp tục là chiêu hip hop nhưng bị Kuma đánh bay đi rồi. Senji đã xuất hiện và cầu cứu cho Bohancock. Chiêu ba Soho đã hộp rồi, hụt luôn cả chiêu này nhưng mà đã được chấp nháy. Ui, Bohancock đã không canh được cái nhịp đó cho nên là lao vào đánh và bị Kuma đứng dậy đánh cho vê mồm rồi. Không sao, sẽ được chấp nháy sớm thôi anh em ơi. Nhưng mà những cái pha đó thì nếu mà phải nói là những người dân chuyên nghiệp mà canh được thì phải nói là đánh rất là kỹ luôn anh em. Để tiếp tục bị đánh rồi nhưng mà được chấp nháy, nhưng mà lại được chấp nháy cho nên là nó lại lật ngược tình thế như vậy. Những cái pha nhấp nháy chúng ta không canh được chúng ta đánh như vậy đấy. Ôi, Kuma đã bị hạ nha. Bây giờ là Bohancock đối đầu Bohancock. Quá nhiều trái tim được bắn ra. Rồi, lần này Bohancock bên kia lại ăn chăng. Rồi, ăn cứa. Nhưng mà đối phương đã bị nhấp nháy. Ui, bạn GodVN được nhấp nháy hơn thế. Chiêu 3 hụt là hơi tiếc nha anh em. Ui, nhưng mà có vẻ là vẫn ăn được anh em ơi. Wow. Được. Bohancock của Whitefish không hề mất một giọt máu nào luôn. Quá dữ. Rồi tới thằng Lucy nè. Liệu bạn GodVN này có dùng Lucy thành công? Ý, vậy là lướt được. Ui, không lướt được, đúng rồi. Tại vì người ta mới xài skill không thì không có cái nhịp để lướt.
Shigan khoảng cách không đủ và bị mũi tên bắn. Bonkok lướt tới. Shigan lần này là đủ, thằng này là chiêu này là chiêu Shigan, nhưng mà Shigan đi tới chứ mà Shigan đứng tại chỗ. Đó chỉ là điểm đứng tại chỗ nè. Rồi bên kia vẫn còn một con là bố già nữa nha anh em, cho nên bây giờ Bo có bị hạ thì vẫn còn bố già, vẫn có khả năng win được. Hả, không lẽ trận này lại tiếp tục một đều giống như trận hồi nãy anh em, tiếp tục một đều chúng ta vô trận 3. Rồi mũi tên kìa, mũi tên bắn xuyên tóc chỉ luôn. Ui bị rung ngủ rồi. Hụt không, lướt đi được, lướt đi được luôn, phải nồi lướt hai nhịp, lướt hai nhịp, còn còn đủ thanh nổ để lướt hai nhịp luôn, đỉnh thiệt. Ồ dính được, có núm đầu rồi đó, nhưng mà không núm được rồi, bị ngã mất rồi. Rồi xong luôn, được xem tivi luôn. Lucy nãy có quẹt chúng và nếu mà được núm đầu thì ngon, nhưng mà tiếc là không được núm đầu rồi, thua luôn rồi. Như vậy là hiệp 2 này thì bạn quay tiếp là lật kèo anh em ơi. Trận đấu lại tiếp tục đi vào cái hướng gọi là hướng căng thẳng rồi. Chúng ta sẽ đến với hiệp cuối cùng nha. Đây là trận 3. Trận này ai win là win luôn. Ồ, cho bố già ra trận trước luôn à. Tiếp tục là bà Soho và đánh được bố già. Dính cái ru ngủ nhưng mà vẫn kịp lướt đi. Bura đã mít. Quả cầu liên tục, quả cầu liên tục, quả cầu liên tục luôn. Vẫn còn một quả cầu nữa à. Rồi bố già lại xoay tay, bố già lại xoay tay. Nhưng mà nói thì cái chiêu đó là chiêu đẹp phản đam thì phải. Ồ vẫn dính à, ghê vậy. Những cái bàn tay gấu thực sự là quá nhiều anh em ơi. Rồi chiêu ru ngủ lần này hụt rồi. Bố già có vẻ ăn hèm rồi. Bố già được nhấp nháy rồi anh em ơi. Bố già ơi cấu máu đi bố già. Rồi thả cả qua cổ tiếp. Hai quả. Ừ, đã phản đam được. Ngon. Ui, bố già có NT. Như này thì cũng chỉ cấu được nửa ống máu như đó thôi, chứ cũng không chết được nha. Kuma sẽ không chết được, chắc chắn là không chết được rồi đấy. Liệu có lật kèo hay không đây? Rồi không rồi, có vẻ là không rồi. Hơi tiếc một xíu, nhưng mà không sao, đối phương cũng đã sắp die rồi. Là Bo Hancock. Né được, trái tim đã dính. Ui, bên kia không để trái tim rồi. Với cái lượng máu này thì mình nghĩ Bon có sẽ giành chiến thắng, tại vì Kuma đã hết máu rồi, chỉ cần đánh vài đường thôi là win. Trái tim, trái tim, trái tim, trái tim dí theo kìa, trái tim dí theo kìa, trái tim dí theo kìa, trái tim, trái tim, trời ơi trái tim nó lâu quá. Trái tim nó đuổi theo lâu quá anh em ơi, khó nhờ. Hai con bo gặp nhau, tiếp tục là chiêu cũ. Chiêu cứa này hụt mất rồi. Hồi hộp quá anh em ơi, mình không thể nào nói thêm nữa, mình đang hồi hộp quá, không biết là trận này ai thắng đây. Không biết là có phải bạn Godwin sẽ win tiếp hay không, hay là lần này bạn Godwin sẽ bị bạn quay tiếp hạ. Thực sự là quá căng thẳng đi. Rồi chiêu cứa lần này đã thành công. Ui lượng máu rút kìa. Phải rồi, cái chiêu đó máu rút kinh thật sự. Đợt này chắc là bon gốc của Godwin thắng rồi. Ý, bên kia có chiêu cứa lại. Ô, ăn miếng trả miếng quá hay anh em ơi, ăn miếng trả miếng. Mày cứa tao, tao cũng cứa mày. Mero này dính luôn, máu kia là đi rút lại. Wow, phải nói là hai bạn này chơi kiểu ngang ngang cơ với nhau anh em. Quá dữ luôn. Ê, trái tim kìa, cẩn thận trái tim kìa. Rồi, xong. Vẫn thua anh em ơi, nhưng mà là không lật kèo được. Rồi, bạn quay tít còn một con, đó là bố già thôi. Bố già ơi cẩn thận trái tim kìa, trái tim nó dí theo kìa bố ơi. Bố ơi, bố ơi, ui 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 ui, đợt này bố né được kìa. Nhưng mà trái tim dí không kịp, không được nữa anh em ơi. Oh my god, trắng máu rồi vẫn chưa chịu chết, lì thiệt, lì với chúng tôi. Ui bị câu một lượng máu quá đen. Trời ơi, trong khi đối phương trắng máu rồi anh em ơi, chỉ cần một chiêu phụ là cũng ăn được rồi nè. Cố lên nào. Trời ơi hụt luôn. Không tới luôn. Trời ơi Bon có né quá đỉnh. Né quá đỉnh. Trời ơi lại cống nó được một lần. Ừ vẫn chết. Nhưng mà đã cáo được, cấu được nửa cây của ố anh em ơi. Thế này thì toang rồi. Không biết là Siro có làm ăn được gì không đây. Chiều này đã phản đam được không? Không được à. Hình như là phản không được thì phải. Nhưng mà máu chắc là rồi xong rồi đó. Mình biết kết quả luôn rồi đó. Ui nhiều này máu thì không thể nào lật được anh em ơi, khó lắm. Đánh trong đấu giải nhưng nó cũng một phần tâm lý ghê lắm nha anh em.
Nói chung là anh em cũng muốn chiến thắng mà. Ui 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 ui, khoan khoan khoan, đừng vết máu rồi, vết máu rồi anh em, có thể lật kèo nha. Quay quay, ui hụt chiêu đó rồi. Vai bố già đã ra chiêu sớm hơn một nhịp, thành ra là cái chiêu đó không đủ phạm vi và Siro lướt tới chọt một cái chết luôn. Ồ, như vậy là lần này bạn Godwin vẫn tiếp tục chiến thắng nha anh em. Wow, bạn Godwin tiếp tục vào vòng trong mà không biết là trận sau có tương tự như vậy không. Ôi, hai trận của bạn Godwin này đều là hai trận gọi là đánh tới BO3, trận thứ ba mới kết thúc được anh em, quá dữ luôn. Và nó là một một Tết gửi đến anh em một video siêu dài 30 phút và highlight của hai trận đấu, hai cặp đấu mà nói là quá hay, tới trận cuối cùng mà không biết ai thắng ai thua, kiểu ngang cơ với nhau anh em, quá xịn sò. Rồi, anh em cảm nhận thế nào về cặp đấu này hãy để lại comment bên dưới. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Và nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe nha. Bây giờ thì thôi, chắc là mình sẽ tạm biệt anh em thôi. Clip cũng đã quá dài rồi. Một lần nữa thì gửi lời chúc anh em một ngày, một năm mới thật là vui vẻ và nhiều may mắn nha. Bye bye anh em.